Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay có khá nhiều những cái tin mới phải không ạ? Mọi người đang quan tâm về câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được ra tòa sơ thẩm, tức là tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đó, vào ngày 1 tây tháng 6, rồi trúng ngày quốc tế thiếu nhi luôn quý vị. Quý vị biết rằng là trẻ con mà tại Việt Nam đó, trẻ em tại Việt Nam thì rất là thương bà Hằng. Đặc biệt là như thế mới đau chứ. Cho nên là cái như không biết tại sao mà lại sắp xếp trúng cái ngày quốc tế thiếu nhi luôn hay đó, thì cái ngày đó đó là trẻ em được nghỉ học ha, học sinh được nghỉ học. Cho nên là quý vị biết rằng là đây cũng là một điều tuyệt vời. Thưa quý vị, ở nhà tụi nhỏ sẽ được cha mẹ mở cái YouTube lên đó để cho các em nó coi. Mình cũng nghĩ rằng là đây là một cái phiên tòa phải nói rằng là công khai, xét xử công khai và được truyền hình trực tiếp, hoặc là các anh em YouTuber gì đó họ sẽ livestream để theo dõi cái diễn biến của phiên tòa đó. Hôm nay là ngày 10 tây thì 20 ngày nữa thôi quý vị, 20 21 ngày nữa thôi là diễn ra phiên tòa rồi. Thì phiên tòa diễn ra dự kiến sớm hơn giống như là cái mà gia hạn tạm giam 2 tháng của tòa án đối với bà Hằng đó. Thì mình nghĩ rằng là chắc cũng cả tháng 7 mới mới xét xử. Nhưng mà bây giờ xét xử sớm hơn 1 tháng là cái điều có tuyệt vời rồi. Thì thưa quý vị, báo chí hôm nay đăng lên rất là nhiều những bài báo ha. Đây nè, nhiều bài báo đăng lên. Báo Dân Trí nè, triệu tập ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên tới phiên tòa bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là những tờ báo mà coi như là chính thống mà đăng đó, báo Dân Trí đã đăng vậy. Đó, hoặc là báo Zing đưa lên là triệu tập ông Quỳnh Huy Dũng và các nghệ sĩ đến xét đến phiên xử bà Nguyễn Phương Hằng. Hoặc là báo VN Express là 6 luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng, vân vân. Nhưng mà có một tờ báo là Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh của anh Đức Hiển đó, thì anh viết gì quý vị? Anh viết là đầu tháng 6 xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm. Cái gì cũng nói về bà Hằng hết và đồng phạm hết đó quý vị đó, chứ không có nói rằng là triệu tập nghệ sĩ hoặc là cái này cái nọ, mà chỉ nói rằng là đầu tháng 6 là xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm thôi, không ạ. Nhưng mà cái điều của tôi đang quan tâm ở đây đó thì chắc chắn là cái vấn đề ở chỗ là bà Hằng sẽ được xét xử, đúng không? Bà Hằng sẽ được xét xử cùng với lại tiến sĩ luật sư là Đặng Anh Quân và 3 người nhân viên của bà Hằng, dĩ nhiên là điều đó là chắc chắn rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ đó là người ta đang quan tâm đến cái về là những cái người mà bà Hằng tố giác trước đây đó, họ có bị đưa ra để xét xử hay không, họ có bị đưa ra để coi như là điều tra để coi là những cái lời bà Hằng bà nói đúng hay không. Đó là những cái điều người ta quan tâm. Vì vậy cho nên là rất là hay khi mà đã có những lệnh triệu tập. Cái này là triệu tập chứ không phải mời như quý vị nha, hai cái khác nhau nha. Mời là khác, cái này là triệu tập là bắt buộc phải có mặt tại phiên tòa của bà Hằng để mà đối chất. Cái đó là cái điều mà chúng ta đang quan tâm đó quý vị. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái bài báo một cái bài báo VN Express đi. VN Express là cái tờ báo mà lớn nhất của Việt Nam mình. Đó, đây quý vị, cái bài báo đây. Trong cái mục gọi là pháp luật nha, mục pháp luật. Họ viết rằng là 6 luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng. Để mình coi coi họ viết cái gì trong đây, 6 luật sư nào trong đây. Tại sao còn tới 6 luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng ha. Rồi, dự kiến ngày 1 tháng 6 tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm về hành vi livestream xúc phạm nhiều người. Riêng bà chủ khu du lịch Đại Nam có 6 người bào chữa. Bà Nguyễn Phương Hằng 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm bị tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Phiên xử do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa. Thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Tuấn Anh, đại diện Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh giữ công tố tại tòa và có 3 kiểm sát viên. Tham gia phiên tòa có 16 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi hợp ích tức là lợi ích hợp pháp cho các bị hại. Trong đó bà Hằng có 6 luật sư.
Tòa cũng triệu tập 12 người, trong đó có ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng và 10 người bị bà Hằng xúc phạm, gồm nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà và Đinh Thị Lan. Đó, tòa án cũng triệu tập ha, cũng triệu tập luôn cả những người mà bà Hằng xúc phạm ha, những người này là bà Hằng xúc phạm. Như vậy thì những cái người mà coi như là xúc phạm bà Hằng thì sao quý vị? Cái này là vấn đề cũng được nhiều lượng tôi quan tâm. Đây là những người nè quý vị nè, đây là những người mà coi như là bị bà Hằng bà tố giác nè. Đó, có những hành vi mà gian dối trong cái vấn đề về trục lợi từ thiện, hoặc là có vấn đề về vu khống nhục mạ xúc phạm bà Hằng trong thời gian trước đây thì cũng bị triệu tập luôn ha, triệu tập lớn hết rồi. Đó, cáo trạng xác định rằng bà Hằng đã sử dụng nhiều cái tài khoản mạng xã hội, cái này thì chúng ta đều biết rồi, không còn phải bàn cãi thêm nữa. Đó, và bà Hằng cũng cho rằng trong quá trình điều tra đó thì bà Hằng cũng thừa nhận cái thông tin chưa được kiểm chứng đó, vì những cái người này đã phát ngôn xúc phạm mình, người thân và quỹ từ thiện của bà, cho nên là bà mới là lên mạng để đấu tố trở lại đó. Và trong nhiều buổi livestream thì bà Nguyễn Phương Hằng có mời tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia với vai trò cố vấn về pháp lý để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì ông Quân tương tác phát ngôn về nội dung liên quan đó. Cơ quan công tố xác định là ông Quân đã tham gia livestream cùng bà Hằng là 11 buổi từ tháng 10/2021 cho đến tháng 3/2022 với cái mục đích là muốn an ủi và thấu hiểu bà Hằng. Những người còn lại được giao nhiệm vụ lập nhiều tài khoản TikTok, trang fanpage để thông báo lịch livestream, đặt máy quay, phát sóng trực tiếp, đăng tải các bài viết trên các kênh. Rồi, ok. Được xác định là bị hại trong vụ án đó, thì vợ chồng Thủy Tiên yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất vật chất là 31 tỷ đồng, đề nghị các cơ quan tố tụng kê biên tài sản của bà Hằng tại thời điểm thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo thi hành án. Đó, cái này là chúng ta cảm thấy rất là khôi hài. Đòi yêu cầu 31 tỷ đồng và đề nghị cơ quan tố tụng là kê biên tài sản của bà Hằng. Kê biên tài sản của bà Hằng làm sao mà kê nổi? Mấy chục ngàn tỷ làm sao mà kê nổi? Mà đâu có cần thiết phải kê, khi mà cái giả sử như bây giờ mà ra tòa đó, mà tòa xử bà Hằng thua kiện đi, phải đền bù 31 tỷ đi, thì cũng chả có là cái nghĩa lý gì đối với cái tài sản của bà Hằng quý vị. Ngoài vụ án này thì công an thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt tạm giam nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Nhân Sĩ về cùng tội danh. Sau khi xác minh cái đơn tố giác tội phạm của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Hằng, họ bị cáo buộc cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Thì hiện tại bây giờ thì quý vị, họ chưa có nói những cái người luật sư của bà Hằng là gồm những nhân vật nào, 6 luật sư nào và tên tuổi ra như thế nào. Nhưng mà trong thời gian sắp tới thì mình cũng hy vọng rằng là sẽ có những cái thông tin chính xác về những luật sư của bà Hằng, và họ sẽ giữ những cái nhiệm vụ gì ha, cái chức năng gì ở trong cái vấn đề của bảo vệ cho thân chủ của mình. Đó, dĩ nhiên thì bà Hằng có rất là nhiều những cái đơn tố cáo những cái người khác về cái tội cũng là vu khống nhục mạ mình, luôn cả nhục mạ luôn cả ông chồng của mình, con cái của mình và luôn cả công ty Đại Nam luôn quý vị. Bởi vậy cho nên đây là một trong những dự án lớn mà chúng ta đang quan tâm rất là nhiều về vấn đề này. Thì trong thời gian sắp tới, dĩ nhiên 20-21 ngày sắp tới đây á, là sẽ có nhiều cái vấn đề lắm. Quý vị hãy coi như là cùng theo dõi sát sao để mình coi như là cùng nắm bắt những thông tin đó. Thì trong những cái đơn mà triệu tập những người mà nghệ sĩ đến phiên tòa ngày hôm đó, có luôn cả ca sĩ Vy Oanh luôn quý vị nha, có luôn ha. Đó, thì nói chung là mình cũng mong rằng là một cái phiên tòa xét xử sơ thẩm đúng người đúng tội, và cái phiên tòa này dự kiến là diễn ra trong tới 5-6 ngày là quý vị.
bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Đây là một phiên tòa thế kỷ đó, nhiều người quan tâm lắm. À, hiện tại bây giờ đó thì bên phía của Tony Phạm thì quý vị biết rằng là đã giữ được những cái bằng chứng rất là hay. À, bởi vì khi mà những cái nhân vật mà họ cùng bè phái với nhau, họ làm thành cái tổ chức mà để cấu kết với nhau mà để hãm hại cái vu khống xúc phạm bà Hằng đó, thì có rất là nhiều những cái người ở trong giới nghệ sĩ, trong đó có cả nhà báo, có cả luật sư, có cả nghệ sĩ và những YouTuber đó quý vị. Cho nên là họ cấu kết với nhau và lập thành một cái tổ chức, và họ chia sẻ thông tin cho nhau ha, những cái thông tin mà không được kiểm chứng, những thông tin bịa đặt, vu khống, xúc phạm. Và cứ thế là giống như là nói giống như là đúng rồi vậy đó ha. Cho nên là những cái thông tin này thì Tony Phạm đã giữ rất là nhiều những thông tin, những cái bằng chứng cụ thể từ những tin nhắn, từ những đoạn video clip đó. Cho nên là nếu như mà Tony Phạm xuất hiện tại tòa án ngày hôm đó để đưa ra những bằng chứng này, có thể đưa ra cho luật sư trước để luật sư coi thử coi là những bằng chứng này nó có giá trị về pháp lý khi mà đứng trước phiên tòa để bào chữa cho bà Hằng hay không. Thì nếu là được như vậy thì cái điều đó tuyệt vời. Chúng ta mong chờ những cái điều đó. Hoặc là quý vị nào có những cái bằng chứng cụ thể nào đó nên cung cấp cho luật sư trước cái ngày mà diễn ra phiên tòa, để cho luật sư nắm tất cả những cái bằng chứng cụ thể từ những cái điều mà bên phía đối nghịch đó, họ đã vu khống, họ đã xúc phạm, họ đã nhục mạ như thế nào. Đặc biệt là một số nhân vật mà coi như là gây ảnh hưởng lớn, giống như là Đinh Lan, rồi một số những nhân vật khác đó quý vị. Mình cũng mong rằng là một giống như là Hoàng Kim Dung nè, rồi Kim Mau TV nè, một số những YouTube khác nữa đó, sẽ được coi như là điều tra và làm rõ vấn đề này. Rất nhiều những cái gương mặt đã cấu kết với nhau tạo thành một cái thế lực rất là lớn. Cho nên chúng ta cứ chờ xem những cái động thái tiếp theo của cơ quan chức năng nha quý vị nha. Và Quốc Võ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho quý vị. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một số tin tức thương mại quan trọng sau đây nha. Hello, xin chào quý vị. Hôm nay Quốc Võ sẽ giới thiệu cho quý vị một vài những sản phẩm tuyệt vời mà Quốc Võ đã dùng qua và sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách dùng những sản phẩm tuyệt vời này. Thì thứ vị đầu tiên thì Quốc Võ muốn nói đến là cái đồng trùng hạ thảo được làm thành những viên con rồng quý vị. Trong một cái hộp như vậy nè, khi mà họ design ra một cái hộp thì họ làm rất là đẹp quý vị. Đó, nhìn nó bắt mắt ha. Những cái hộp chất lượng rất là cao, được in ấn tỉ mỉ và design thiết kế mẫu mã rất đẹp. Chúng ta mở nắp hộp ra, chúng ta thấy bên trong có một cái chai như thế này quý vị. Đây, một chai đồng trùng hạ thảo. Trong đây có 90 viên tất cả. Chúng ta uống một ngày 2 viên vào buổi sáng, tức là trước khi ăn sáng thì chúng ta uống 2 viên. Đó, thì cái chai này chúng ta uống là 1 tháng rưỡi là hết ha. Mỗi chai như vậy giá trị là $200 cho một chai này quý vị. Đó, một lọ này. Thì quý vị thấy không, sản phẩm mẫu mã chất lượng rất là đẹp ha. Có một cái tờ giấy certificate của Mỹ luôn, tức là chứng nhận tại Mỹ sản xuất 100%. Và sản phẩm mà tốt, sản phẩm mà tuyệt vời thì sẽ được như là Mỹ kiểm định xong rồi là họ cấp một cái chứng chỉ như thế này quý vị nè. Đó, cái hộp họ làm rất là sang luôn ha. Mình bỏ vào như thế này rồi mình đẩy nắp hộp lại như thế này. Đông trùng hạ thảo thì quý vị đã biết được công dụng của nó rồi, nó rất là tuyệt vời quý vị. Ngoài cái giúp cho ăn ngon ngủ yên ha, tránh tiểu đêm, thì nó ngoài ra nó còn có những cái vấn đề giống như là hỗ trợ cho việc điều trị về ung thư, hỗ trợ cho việc điều trị về xạ trị, hoặc là cái như làm cho chúng ta là da dễ hồng hào, tươi mát, làm cho chúng ta cảm thấy sức khỏe nó tốt, tăng cường sức đề kháng, rồi tăng cường hệ miễn dịch, chống những cái lão hóa. Nói chung là rất là nhiều công dụng tuyệt vời của đông trùng hạ thảo quý vị. Thì trong cái tháng 5 này đó, là một tháng mà để tri ân khách hàng, với lại là cái tháng của ngày lễ mẹ đó, thì Quốc Võ sẽ có một đợt khuyến mãi đặc biệt cho quý vị luôn. Nếu như quý vị nào mà mua hai hộp đông trùng hạ thảo như thế này nè quý vị nè, mỗi hộp $200, mua hai hộp là $400, thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một cái hộp trà như thế này. Trong hộp trà này là 40 gói,
Ashitaba của Nhật Bản uống vô để cho chúng ta cảm thấy là khỏe mạnh nè, ngủ ngon nè ha mà, giảm mỡ trong máu nè, giảm cholesterol nè, tránh đột quỵ nè, rất là nhất nhiều công dụng tuyệt vời từ cái trà Ashitaba này thì quý vị đã biết rồi. Cái hộp này có vỏ bán là 25 đô la nhưng mà có vỏ sẽ tặng free cho quý vị luôn nếu như mà quý vị mua hai hộp đông trùng hạ thảo. Ngoài ra đó thì có vỏ còn tặng cho quý vị một cái chai dầu Tibet này nè quý vị này. Đây. Chai dầu này cũng sản xuất 100% tại Mỹ luôn và rất là tốt luôn, có cái mùi là cái mùi quế rất là thơm. Nếu chúng ta bị đau lưng nhức mỏi mình mẩy hoặc là bị con gì cắn chỗ nào đó hoặc là bị nhức đầu sống mũi đó, thì quý vị thoa vào là nó hết liền ha, rất là tốt luôn. Chai dầu này có quả bán là 15 đô la nhưng mà nếu mà quý vị nào mà mua hai hộp đông trùng hạ thảo đó thì có quả sẽ tặng cho quý vị một cái hộp trà này và tặng thêm chai dầu nữa trong tháng 5 này quý vị. Đó là một cái đợt tri ân khách hàng rất tuyệt vời. Trong tháng 5 này là những cái điều tuyệt vời nó sẽ đến với chúng ta, cho nên là quốc võ có một đợt khuyến mãi để tri ân khách hàng. Đó là nếu như quý vị nào mua hai hộp đông trùng hạ thảo, mỗi hộp 200 đô, hai hộp là 400 đô thì quốc võ sẽ tặng cho quý vị một cái hộp trà này và một chai dầu là free shipping cho quý vị luôn nha, chơi đẹp luôn, free shipping luôn đó, chỉ có 400 đô la thôi quý vị. Nếu quý vị nào mà muốn order sản phẩm đó thì quý vị hãy điện thoại cho quốc võ hoặc là nhắn tin cũng được, số điện thoại là 714 247 9474, 714 247 9474. Nếu quý vị nào ở Việt Nam hoặc là ở Úc hoặc là ở Canada thì quý vị hãy add Zalo nha, quốc võ có số Zalo, Zalo là cộng 1 714 247 9474 nha, Zalo là cộng 1 714 247 9474. Rồi. Bây giờ một sản phẩm thứ hai nữa đó mà chúng ta đã biết qua rất là nhiều năm tháng vừa qua rồi và càng ngày sản phẩm này càng tốt hơn nữa là collagen. Collagen thì một sản phẩm phải nói quá tuyệt vời rồi, mình không thể nào mà nói thêm về công dụng của nó được bởi vì nó người ta ai cũng biết hết rồi. Công dụng mà tuyệt vời nhất là làm cái gì, làm cho là tẩy tế bào chết nè, làm cho da dễ hồng hào nè, sáng mịn nè, ngoài ra là lập cho móng tay móng chân nè ha, làm cho tóc của chúng ta nè mọc nhiều khỏe mạnh, móng tay rất là khỏe chắc và tóc tai cũng là chắc khỏe không có rụng tóc, và đặc biệt là cái làn da chúng ta không cần phải đi thẩm mỹ, không cần phải chích botox hoặc là không cần phải làm gì cả, chỉ cần uống cái collagen thôi là đủ, là tuyệt vời được quý vị, đủ tốt quý vị. Đó thì trong cái hộp này nè nó có 10 chai như thế này quý vị. Đây là cái chai nè, chai này là được làm bằng thủy tinh nha, rất là chắc và đẹp đó, mẫu mã rất tuyệt vời luôn. Thì một hộp này gồm có 10 chai này quý vị nè, đó thấy đẹp không, tuyệt vời không. Thì có vỏ đang bán với giá là mỗi hộp như vậy là 90 đô la nha quý vị nha, 90 đô la cho một hộp này. Mà nếu như mà quý vị nào mà mua hai hộp thì quý vị sẽ được tặng cho một hộp. À, tuyệt vời không, đã không? Mua hai được ba luôn, mỗi hộp 90 đô la là như quý vị mắc đắt tiền lắm á, không có rẻ đâu. Mà nhưng mà nó rất là chất lượng, nó sản phẩm nó đắt tiền nhưng mà nó uống vô nó rất là khỏe. Mỗi ngày như vậy chúng ta uống một chai này trước khi đi ngủ khoảng chừng nửa tiếng thôi. Đó, một ngày một chai thôi ha. Trước khi đi ngủ nửa tiếng là chúng ta uống một cái là chúng ta ngủ ngon tới sáng luôn, ngủ cứ tủ đã luôn. Không có đi tiểu đêm, không có bị cái gì cả, nói chung là rất là tuyệt vời. Một ngày một chai một thôi trước khi đi ngủ nửa tiếng đó. Thì quý vị cái hộp này nè 10 chai giá 90 đô la lận, mà nếu quý vị nào mà mua hai hộp tặng free hộp cho quý vị luôn, phải chưa, tức là mua hai hộp 180 đô la thì được tặng một hộp nữa là thành là ba hộp đó quý vị. Còn nếu như quý vị nào mà mua 6 hộp thì được như thế nào, là được tặng 4 hộp luôn. Wow, mua 6 hộp được tặng 4 hộp quý vị, tức là mua 6 được 10 đó. Đây coi coi, một hộp là 90 đô la đúng không? 6 hộp là 540 ha, 540 đô la. Thì quý vị sẽ được tặng thêm 4 hộp nữa là mua 6 được 10 hộp đó quý vị. Và ngoài ra còn có một cái quà tặng đặc biệt nữa là một chai dầu. Đấy, chai dầu này nè. Tức là quý vị mua 6 hộp 540. Quý vị được tặng 4 hộp và quý vị được tặng thêm chai dầu này giá 15 đô la nữa. Lạ chưa? Chỉ có trong tháng 5 này thôi quý vị. Tháng 5 này là tháng là lễ mẹ mà. Cho nên là những cái điều tuyệt vời sẽ dành cho quý vị trong cái tháng 5 này quý vị. Quá đã luôn.
Nhưng mà mua cái collagen này thì quý vị trả tiền shipping nha, tại vì nó rất là nặng, một cái hộp này nặng lắm. 10 hộp như vậy là tới là 30 mấy pound là quý vị. Mình sẽ chia ra làm hai thùng, hai kiện hàng. Mỗi kiện hàng mình bỏ 5 hộp thôi. Tại vì đôi khi mình bỏ nhiều quá, nặng quá đó thì cái người mà shipping á họ khi không nổi rồi họ quăng nó bể tại cái chai này bằng thủy tinh đó. Cho nên mình phải chia ra làm hai kiện hàng tất cả, mỗi kiện hàng là 5 hộp để mình ship cho quý vị. Nếu quý vị nào mà mua 6 hộp đó thì sẽ được tặng thêm 4 nữa là 10 đó quý vị. Đó. Thì đó là những cái điều tuyệt vời. Hai sản phẩm mà Quốc Võ thường hay bán nhiều nhất và thấy nó cảm thấy nó rất là tốt cho nên muốn chia sẻ cho mọi người ngày hôm nay. Thì trong tháng 5 này là có những cái đợt khuyến mại đặc biệt như thế đó. Cho nên cũng mong là quý vị sẽ ủng hộ Quốc Võ, ủng hộ những điều chính nghĩa, ủng hộ lẽ phải. Phải không ạ? Bằng cách là order sản phẩm giúp cho tăng giá trị bản thân, tăng cái sức đề kháng trong cơ thể, làm cho chúng ta khỏe mạnh, minh mẫn mẫn và tiếp tục như là cùng chung tay với nhau để coi như là làm những điều tuyệt vời trong cuộc sống đó. Thì quý vị hãy điện thoại qua bằng cách là điện thoại số điện thoại 714 247 9474 nha, 714 247 9474. Nếu quý vị nào ở Việt Nam hoặc là ở Úc hoặc là Canada thì quý vị hãy add Zalo, Zalo là cộng 1 714 247 9474. Và xin chúc cho tất cả mọi người một ngày tốt lành nha. Ok, I love you.